Anh ơi, rồi hôm nay mẹ của mình quyết định đi mua nguyên liệu để gói bánh tét nhân dịp Tết. Sợ đi mua trễ là không có để mà mua, cho nên bữa nay đi mua sớm luôn. Khi nào tới chợ Để mới hết tiếp. lá chuối. Dạ. Hôm nay mẹ của mình nói là muốn vắn bánh tét với bánh cặp, cho nên năm nay là đi mua sớm luôn. Tại vì tính đi thứ sáu, nhưng mà sợ hết nguyên liệu á, người ta mua nhiều quá, cho nên là hôm nay đi sớm luôn. Rồi đây ở phòng khách đó, mẹ của mình nó đã trang trí mấy cái góc ở đây để mà cho có không khí Tết rồi nè. Hôm qua mới vừa đi mua cây mai xong đó, bữa nay trang trí xong hết rồi nè. Rồi, bây giờ đã tới chợ rồi. Đây là chợ Vinh Phát. Lần trước ấy, mình đã làm một cái video đi vô chổng quay sơ sơ cho mấy bạn xem rồi đó. Ở đây là chợ Người Tàu. Lần trước ấy, quay phim hơi vội cho nên lần này mình sẽ quay chậm lại một chút xíu cho mấy bạn ngắm. Rồi, đây ở bên đây là bán lá chuối nè. Mỗi một phát nghĩa là nó bán 99 cent. Thì cũng tương đương với 1 đồng. Mẹ mua mấy bịch vậy mẹ? 20 bịch hả? Mẹ tính gói mấy mấy đòn? 50 đòn. Bán luôn cái gì vậy? Hả? Bánh tét với bánh cặp luôn. Ở dưới đó để seafood đó mấy bạn, ở bên đó là đồ biển đó. Nó có để mấy cái bảng hết này với tiếng Việt luôn. Đây, dễ đọc hơn. Ở trên nó bán mấy cái thùng này là mấy cái thùng mì. Mì đủ loại hết trơn luôn. Thường thì gia đình mình mua mì loại mì mâm Đây ở đây mẹ mình đang mua nếp nè. Loại nếp này là hiệu ba cô gái. Ở đây cái nếp này rất là ngon. Một bịch nếp này ở đây nó bán là gần 6 đô la mấy bạn. Bây giờ tiếp theo là đi kiếm dừa nè. Đây nguyên một dãy đằng trước mặt của chúng ta là bán đồ Tết không luôn nè. Mứt, bánh, đồ ngọt, đủ thứ hết trơn luôn. Hột dưa nữa nè để đặt lô tô. Mỗi lon dĩa là nó để giá là 1 đồng 69 cent. Quyết định mua tới 10 lon. Năm nay có bánh tét với bánh cặp ăn đã luôn. Nó mua cho một xe gì nè. Tặng tới thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật đó là quán. Mình phải kiếm cái đường này để làm nhân ngọt nè. Bán một bịch nhiêu vậy? 1 đồng 59 cent. 1 đồng 49 cent. Rồi tiếp theo chúng ta đi kiếm dây đây. Dây để dành cột lúc mà quắn á. Đây kiếm được dây rồi nè. Cuộn này nó bán nhiêu mà? 4 đồng 29. Cuộn này chắc đủ. Đủ không? Mẹ quắn tới 50 cuộn. Con nghĩ được. Dài lắm. Dạ. Ở đây là phía sau của chợ nè mấy bạn. Tại vì mẹ con mình nó đi vô từ đường kia, cho nên ở đây cho đối với mẹ và mình là phía sau. Đây chỗ này nó bán sầu riêng nè. Ở đây nó để giá là mỗi phao là 2 đồng 19. Ở đây mẹ của mình sẽ mua chuối nè, đang về quắn. Ở đây đa phần mấy cái trái cây đặc biệt này được nhập từ Việt Nam, nhưng qua tới đây là mình phải đông lạnh lại. Mà khi nào mà muốn uống hoặc ăn thì mình phải xa đá. Ở Việt Nam thì có đồ tươi. Hay chẳng hạn như ở đây này, nước dừa thì nó để vậy đó, đông lạnh. Trong mấy cái bịch này cũng vậy, mình về mình xả đá xong mới uống được. Rồi cái này măng cục đó mấy bạn, măng cục nó đông đá vậy nè. Rồi một bịch nó bán tới 4 đồng 99 cent. Đây còn dừa non miếng thì nó để bán 2 đồng 69 cent một bịch vậy nè. Giống như là đi cuối luôn rồi đó, người ta mua hết trơn rồi. Mua luôn đi, chuối kia nó trong mấy chuối này nó ngọt hơn. Dạ. Còn đây mảng cầu sim nè. Mảng cầu sim trái nó khoảng bằng tay gì nè. Rồi nó bán là 4 đồng 29 cent phao. Mảng cầu trong đá nữa nè. Đây còn bên trên nó bán đủ thứ loại mì luôn nè. Mì tô không, giống như bán mỗi tô cũng có. Bán một thùng cũng có. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm đậu đen.
Nay ở đây bán đủ thứ loại đậu luôn. Đậu trắng, đậu xanh, đủ thứ. Mẹ muốn mua cái của Thái không? Tại cái này mới in China mà không muốn mua. Đây, cái này của Thái nè, product của Thailand nè. Còn đậu đen xanh lòng con nghĩ nó không có bán đâu. Có đó. Này có chơi nè. Thôi bỏ lại đi. Đó, mua một xe ngày nào thế là xong. Giờ đi ra tính tiền thôi. Ở đây nguyên khu vực nó bán bánh tráng nè. Có bánh tráng Việt Nam. Dạ, đợi tới cuối tuần mới đi mua mất. Năm. Rồi bỏ bớt lại 5 lon. Đây là khu vực tính tiền nè, bánh kẹo cũng kèm theo luôn. Xong rồi mấy cái lốc nước ở bên đây cũng có nữa. Đây là khu vực để bán mấy cái bao gạo nè. Thường thì mẹ của mình hay mua gạo Ông Điệu hoặc là gạo Ba Cô Gái. Tại vì hai cái brand nó ngon nhất. Đây. Thôi đi về, đi về. Rồi, cảm ơn mấy bạn đã xem hết video nha. Hãy nhớ bấm cái vòng tròn ở bên đây để theo dõi kênh của mình và bên kia để xem hết mấy cái video trên kênh này. Ok, bye bye.